Bởi chúng tôi rất tâm niệm rằng là mình là con Phật thanh cao mà. Chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi, nói năng dáng đứng cách đi sao cho điềm đạm, oai nghi chỉnh tề. Sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Chào đời thì hai tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vương vấn kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao. Hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Con người thật mâu thuẫn, trẻ muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành. Làm việc nhiều thì phát bệnh, rốt cuộc để có tiền, chữa bệnh rồi lại bệnh vì lao lực kiếm tiền. Họ ám ảnh bởi quá khứ, họ lo lắng về tương lai, họ quên mất hiện tại nên lắm chuyện bi hài. Họ tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Vì mới tu thì mình tưởng mình ngon, tu lâu mới biết mình còn quá ngu. Phật ơi, con vẫn ngồi tù ở trong năm dục mịt mù sắc thinh. Thôi thì tìm lại chính mình, trả đời vạn sự lặng nhìn cõi tâm. Hay là cái người đó có thể mang đến cho mình niềm vui mình thương. Chứ còn nếu như cái người đó mang đến cái niềm mà mình phiền não bực bội là không có đời nào mình thương. Như vậy thì đó, chúng tôi đang minh chứng là chúng ta đang sống với cái sự giả bộ ngọt ngào. Nếu thật sự mình ngọt ngào, lòng từ bi, thì đối với đối tượng nào mình cũng phải đều nói lời nói ái ngữ hết. Mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Trong mọi sự chất chứa đều đưa đến khổ đau. Chỉ có chất chứa thiện pháp mới đưa đến an lạc. Nếu người làm việc thiện nên tích cực làm thêm, hãy ước muốn điều thiện vì tích thiện được an lạc. Sân si vạn sự bất thành, chuyên tâm tu học nên danh đẹp đời. Buông xả tâm sẽ thảnh thơi, từ bi hỷ xả sống đời an nhiên. Triết lý này đơn giản, giúp tôi sống xưa nay tự tại và thoải mái giữa đời phức tạp này. Cuộc đời cần phải vui tươi, gặp nhau nên có nụ cười trên môi. Nếu không hoan hỷ thì thôi, xin đừng quan trái lưng hồi khổ đau. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Bởi vì mình giết người thì bị người giết, đó là quy luật nhân quả. Thắng người thì bị người thắng, mắng người thì bị người mắng, hại người thì bị người hại. Do nghiệp lực dẫn tiến, hại người thành hại mình. Người phàm tục hay người tu hành cũng phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời là méo mó, sao ta không tròn tự nơi tâm. Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm, những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời là trơn láng, thì chắc gì ta đã nhận ra ta. Trên cuộc đời ai cũng có thể tiến xa, nếu vấp ngã phải biết vươn mình đứng dậy. Là chúng ta phải chọn con đường mình đi, chọn bạn để chơi, chọn đường để đi, chọn thầy để học, chọn pháp để mà tu. Mà tu phải cho đúng nha. Tu mà không đúng nó cũng khổ. Chỉ có tu theo Phật mới là đúng. Tu mà không đúng á, khổ lu bù. Tu theo tà đạo á, thì thân tâm lị. Mà tu bậy cả tinh á, thì lắm nạn mù. Bổn phận đầu tiên đối với người vợ là gì? Thứ nhất là chúng ta phải tôn trọng cái người vợ.
Tôn trọng ở đây có nghĩa là chúng ta vừa thương mà vừa trọng nữa. Có những người chồng chỉ thương vợ thôi mà thiếu được cái sự tôn trọng. Đức Phật dạy là người chồng đối với người vợ là gì? Là không đối xử kỳ thị. Cái điều mà không đối xử kỳ thị ở đây chúng ta phải hiểu nó giống như là chúng ta xem hai họ nó bằng nhau. Tức là không có nghĩa là mình xem trọng cái gia đình bên mình hơn, mình ưu ái cho gia đình bên mình hơn, mà không ưu ái bên gia đình bên vợ, bên dòng họ bên vợ. Thì cái điều đó Đức Phật Ngài không không cho phép. Sắc diện lúc nào cũng tươi như hoa hồng, làm ăn thì thành công như hoa cúc, cuộc sống thì hạnh phúc như hoa mai, tiền bạc thì phát tài như hoa pháo, dáng dấp thì độc đáo như hoa lan, gia đình thì an khang như hoa huệ, mà tu hành thì trí tuệ như hoa sen, làm việc thiện thì đáng khen như hoa hậu, cuối cùng là nhớ sống lâu như hoa vạn thọ. Chết rồi tiền của chẳng đem theo, đừng sợ cho đi hết của nghèo, cho được càng nhiều thêm phước lớn. Nhân nào quả nấy nó dẫn theo, làm phước vốn lời thêm gấp bội. Những người làm phước chẳng khi nghèo, muôn ngàn bao kẻ gương trước mắt, phước đức càng nhiều quả chẳng đeo. Hướng tâm về ánh bình minh, đạo vàng soi sáng lung linh muôn màu. Giả từ tham hận khổ đau, trí minh giác ngộ cùng nhau tu hành. Sân si vạn sự bất thành, chuyên tâm tu học nên danh đẹp đời. Buông xả tâm sẽ thảnh thơi, từ bi hỷ xả sống đời an nhiên. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui, bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Nghịch lý nhân sinh, có những cái nghịch lý nhân sinh như thế này, tức là mình đời trước á, mình tạo phước cũng có mà gieo nghiệp cũng có, phải không? Đời này tất nhiên mình hưởng phước cũng có nhưng mà phải trả nghiệp cũng vậy. Mà mình chỉ muốn hưởng phước không, mình không chịu trả nghiệp. Ví dụ đời trước á, thì mình cũng có vô chùa tập phước thì tụng kinh, nhưng mà ra khỏi chùa nhiều khi cũng chửi người này người nọ. Thì tất nhiên đời sau sanh ra thì cái phước tụng kinh người ta khen mình, người ta nói tốt cho mình, nhưng mà lâu lâu cũng có người này họ xỏ xiên mình chứ, phải không? Nghiệp nó trả. Như vậy thì cái chuyện là chuyện bình thường, nhớ nghe. Tức là ta sanh ra đời là để trả nghiệp, không có cái gì phải buồn phiền mà bực tức hết. Hãy nghiệp đến thì chấp nhận, nghiệp thiện đến thì mình vui vẻ, thì nghiệp ác đến mình cũng vui vẻ luôn. Chúng ta suy nghĩ chuyện này chuyện nọ. Quý vị có nghe người ta nói câu là nhàn cư di bất thiện chưa? Một ngày mà không tưởng việc lành á, tức thì vạn ác phát sanh dập dồn. Bây giờ chúng tôi chỉ quý vị một cách để tu. Hồi nãy cái người sân si trước mặt mình thì mình niệm sao? Xác chết, xác chết. Mình nhớ là mình gặp xác chết, tức là mình thấy là mình không có hung hơn thua rồi ha. Nhưng mà nếu như mình không niệm được xác chết, không đủ khả năng, cái niệm nó không mất được, thấy vẫn thấy bà đứng một đống đó, vẫn thấy cái người mà mình ghét đó, hiện diện trước mặt mình mà không thấy được cái xác chết, mình kiềm chế không nổi, cái mình quay qua mình trả lời, hai bên cãi lộn nhau. Lúc đó sư Chánh Định đi ngang nghe được, sư Chánh Định nói trong nhà này có hai xác chết đang cãi nhau. Trời ơi, xác chết. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui, bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Ghê không? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cây cây. Tao nói ra tao khóc luôn. Ghê quá. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Nói xong đường ai nấy đi, âm đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nói xong là đường ấy đi. Sao ta không ngồi lại nói với nhau nhẹ nhàng đó.